bán được đất quan trọng. Hello, Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn trở lại thành phố Di An. Hôm nay Tuấn Nguyễn đặc biệt review cho quý vị hai lô biệt thự liền kề nhau. Phải nói là cực phẩm luôn, tuyệt đẹp. Trước khi review thì Tuấn Nguyễn sẽ quay qua hàng xóm của chúng ta xung quanh để cho quý vị xem. Đây, đây là hàng xóm của chúng ta quý vị nhé. Toàn những tòa lâu đài không? Đó, quý vị thấy không? Quý vị nhìn đâu đó thì tưởng đâu là Qatar, Dubai đúng không ạ? Hoặc Nhà Trắng của Tổng thống Bush. Thực sự là khu vực này toàn nhà giàu quý vị ạ. Tuấn Nguyễn nói không ngoa, ở khu vực này toàn nhà giàu thôi. Và Tuấn Nguyễn cũng xin nhấn mạnh để cho quý vị nắm được, khu này thì chỉ có xây biệt thự thôi quý vị nhá. Không có đất nhỏ, không có xây nhà ống, nhà cấp 4, nhà nhỏ được. Đó, ở đây là chúng ta chỉ có xây biệt thự và biệt thự mà thôi. Vâng, trước hai lô biệt thự liền kề của chúng ta thì có một con đường nhựa 10 mét như thế này. Quý vị thấy không? Rất là rộng. Đấy, cực kỳ rộng luôn. Hai lô 10 mét nằm mặt tiền đường. Đó, đây là trung tâm của thành phố Di An, khu vực bờ hồ Vicuzi, phường Tân Bình. Và thưa quý vị, xung quanh thì như quý vị đang nhìn trên màn hình quý vị cũng biết rồi đúng không ạ? Toàn biệt thự của nhà hàng xóm. Đây, hôm nay Tuấn Nguyễn review cái hai lô biệt thự này nhằm mục đích truyền tải đến quý vị khách hàng của Tuấn Nguyễn trên mọi miền tổ quốc cũng như kiều bào nước ngoài, chúng ta có điều kiện, có nguồn tài chính khá giả thì quý vị nên quan tâm đến những cái lô biệt thự đẹp như thế này. Và đây là hình ảnh mà hai lô biệt thự liền kề Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ xin phép đi qua bên kia đường và quay để cho quý vị nhìn nó rõ hơn. Nhìn một cái hình ảnh toàn cảnh thì quý vị thấy nó đẹp hơn đúng không ạ? Đây, con đường trước lô biệt thự của chúng ta đây quý vị. Vâng, và thưa quý vị, đây là hình ảnh lô biệt thự của chúng ta. Đó, từ ở chỗ cái xe Honda của Tuấn Nguyễn chạy dài về bên cái quán cà phê đây. Đó là lô biệt thự của chúng ta, hai lô liền kề, một chủ, hai sổ quý vị nhá. Đấy, hai lô biệt thự liền kề, một chủ, hai sổ đỏ riêng biệt nhau. Và Tuấn Nguyễn xin giới thiệu rõ từng lô để cho quý vị biết. Một lô của chúng ta là 16 x 23 bằng 368 m², có sổ hồng và phun thổ cư. Hai lô của chúng ta là bằng tổng cộng là 32 m chiều ngang. Đấy, nhân với 23 m chiều sâu. Tổng cộng bằng 736 m², phun thổ cư quý vị nhá. Ở đây thì Tuấn Nguyễn xin nhấn mạnh với quý vị là phun thổ cư. Đấy, đường rộng như thế này. Xung quanh là biệt thự hàng xóm. Ở phía trước chúng ta, chỗ đông đông đây là chợ quý vị nhá. Đó, chợ quý vị thấy không? Chợ ở đây. Còn ở đây là những cái ngôi biệt thự, những tòa lâu đài. Đó, và quán cà phê. Đó, quý vị về đây thì quý vị sống ở một trong cái khu trung tâm, đa số là biệt thự cùng đẳng cấp với quý vị. Vâng, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong lô đất này, quay rõ hơn cho quý vị xem. Đây, lô đất của chúng ta. Từ cái vách này quý vị nhá, từ cái vách chỗ cái quán cà phê này kết hợp với quán ăn đây mà đổ dài lại mãi tốt cái xe của Tuấn Nguyễn đứng ở phía bên kia. Tính hai lô là chiều dài là 32 m chiều dài, chiều ngang quý vị nhá, xin lỗi quý vị, và chiều sâu của chúng ta là 23 m. Đấy,
tách biệt mỗi lô là 368m², còn hai lô là 736m². Đó. Thì Tuấn Nguyễn báo giá chung ở trên đây cũng như review thành một video. Quý vị nào có nhu cầu mua một lô hoặc mua cả hai lô thì đó là điều rất là tuyệt vời. Còn quý vị nào không đủ tài chính thì chúng ta có thể mua một lô quý vị nhá. Ở đây là toàn biệt thự không, biệt thự hoàng gia không. Đó, quý vị thấy trên màn hình chúng ta đây không có một cái căn nhà nhỏ nào, đúng không ạ? Và một cái nhà cấp 4 nhà ống nào hết. Tất cả ở đây toàn là biệt thự và những quán cà phê lớn như thế này. Đó. Quý vị thấy ok chưa? Cùng đẳng cấp với quý vị chưa? Đúng không ạ? Đấy, đất thì bằng phẳng. Ở đây thì quý vị biết rồi, ở trên một cái sườn đồi. Đấy, đất rất là cứng. Chúng ta nhìn đâu đó như là cái hình ảnh ở Đà Lạt đấy quý vị ạ. Ở phía dưới kia là bờ hồ Vicuzzi quý vị nhá. Khu trung tâm mua sắm ăn uống, đấy, cà phê cà pháo, câu cá giải trí và sân golf, sân tennis. Đấy. Cũng như là khu tập thể dục dưỡng sinh. Đấy, công viên giải trí. Ở đây đều có hết. Chợ thì Tuấn Nguyễn đã quay cho quý vị rồi, cách có mấy chục mét thôi. Đấy. Hàng xóm của chúng ta thì có những căn biệt thự như thế này. Đẳng cấp, đúng không ạ? Thì tại sao mà Tuấn Nguyễn cứ phải quay hàng xóm để cho quý vị xem, đúng không ạ? Có nhiều quý vị người ta có tiền, người ta cũng muốn ở những cái nơi mà cùng đẳng cấp với họ, chứ không như những lô 3m, 4m, 5m, 7m, đúng không quý vị? Ở đây là toàn biệt thự như thế này. Đó, quý vị thấy chưa? Toàn biệt thự hoàng gia không? Đó, quý vị thấy chưa? Tuấn Nguyễn thì nói là phải có chứng, đúng không ạ? Không có nói sai được. Đây nữa, quý vị thấy chưa? Này, ở đây toàn biệt thự không? Đấy, biệt thự triệu đô không? Và căn của chúng ta là trong một trong những cái lô đất rất là đẹp, bởi vì bám mặt tiền đường. Đó, bám mặt tiền đường chính như thế này. Vâng, vậy là Tuấn Nguyễn đã review xong. Tuấn Nguyễn cũng không nên nói nhiều quá, đúng không ạ? Kẻo quý vị lại không được vừa lòng, cũng như cũng khó định hình ra. Tuấn Nguyễn chỉ nói ít thôi. Đó. Mỗi lô của chúng ta là 368m², hai lô là 736m². Quý vị nào có nhu cầu mua một trong hai lô cũng được. Đấy, quý vị có điều kiện thì quý vị mua cả hai lô. Còn nếu quý vị không có điều kiện thì quý vị mua một lô, đó là tùy quý vị. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị và các bạn nắm được luôn. Tổng hai lô của chúng ta là 25 tỷ đồng, còn thương lượng quý vị nhá. 25 tỷ cho hai lô, còn thương lượng. Đấy. Nếu quý vị muốn mua một lô thì quý vị cứ đến đây. Đó là 12 tỷ 500 triệu đồng một lô. Còn hai lô là 25 tỷ đồng. Chúng ta còn thương lượng với chủ nhà. Thưa quý vị, kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đất chính chủ không qua trung gian. Đấy. Tuấn Nguyễn thì chuyên về biệt thự, nhà vườn, mái thái, tân cổ điển, biệt thự nghỉ dưỡng, có cái nguồn tài chính khá giả. Đấy, cũng như là biệt thự cao cấp nhằm phục vụ cho quý vị có điều kiện, nhất là kiều bào nước ngoài. Chúng ta đang muốn về Việt Nam mua đất, mua nhà, mua biệt thự để ở hoặc đầu tư kiếm lời thì quý vị hãy liên hệ ngay với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn chuyên biệt thự quý vị nhá, chuyên nhà cao cấp. Đấy, nhà đẳng cấp. Đấy, nhìn đây, khu của chúng ta là khu đẳng cấp cao. Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị xem được cái video này, quý vị thấy lô biệt thự của chúng ta đẹp. Đấy, hai lô liền kề, quý vị có thể mua cả hai. Thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây, chúng ta gặp chủ nhà và đàm phán giá cả quý vị nhé. Vâng, quý vị vui lòng hãy đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với này. Cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like. Quý vị hãy subscribe kênh, chia sẻ kênh, comment góp ý xây dựng kênh cùng Tuấn Nguyễn quý vị nhé. Quý vị hãy nhớ ấn chuông để chúng ta có nhiều video mới mỗi buổi chiều cho quý vị xem vui vẻ, cũng như là chọn những mẫu nhà đẹp, đất đẹp để quý vị mua. Bây giờ thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo trên kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn mỗi buổi chiều. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.